phát tài là quả báo không thể bàn cãi. Từ sinh thần của bạn, trong tám ô này có sẵn tài tinh, đó là cái nhân ở đời trước, đời này báo ứng. Đời trước bạn tu nhân thiện, đời này báo ứng quả thiện là điều không thể bàn luận. Tám ô sinh thần bát tự của bạn có mật mã tài tinh, tức bạn sẽ có tài phú, bạn sẽ được hưởng phước báo ở đời này. Bất luận bạn làm gì, bạn buôn bán kinh doanh điều gì đều có thể kiếm được tiền. Vì trong mệnh của bạn có sẵn cái nhân đó do bạn tu pháp bố thí ở đời trước, gặp hoàn cảnh nhân duyên sẽ khởi tạo. Người mà không có tài phú trong bát tự, kiếm tiền rất vất vả, làm bất cứ việc gì cũng khó thành, vì trong mệnh của họ không có cái nhân tài tinh. Mệnh không có tài, làm sao có tiền được, giỏi lắm chỉ đủ ăn đủ mặc. Xin thưa với chư vị, người làm ác vẫn sống tốt do đời trước phước báo của họ quá lớn. Đời này họ tạo tác nghiệp ác, phước báo có tổn giảm nhưng vẫn còn dư dùng, dư phước báo để hưởng phước. Nếu họ không làm điều ác thì phước báo của họ rất lớn, thọ mạng của họ vì thế cũng dài hơn. Ngược lại, đời này hành thiện nhưng vẫn nghèo khổ do đời trước tạo ác quá nhiều, đời này phải chịu khổ đau. Do đời này hành thiện, đời này bố thí, vận mệnh có cải thiện ít nhiều. Nhân thiện quả thiện, bạn trồng nhiều thu hoạch nhiều, trồng ít thu ít. Bạn muốn giàu phải biết bố thí tài. Bạn tự hỏi bản thân, xưa nay bạn bố thí nhiều hay không? Có vui vẻ bố thí hay không? Bố thí có miễn cưỡng không? Khi cho đi không mong cầu báo đáp hay không? Cho tiền là phước, cho đi trong sự vui vẻ hay kêu gọi mọi người cùng cho là đức. Khi bạn nói đùa rằng bạn nghèo, sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Khi bạn liên tục than rằng tôi rất nghèo, và bạn thường nhấn mạnh rằng tôi là người nghèo khổ, thì bạn nên biết bạn càng nói mình nghèo thì bạn càng nghèo, vì cái nghèo ấy do chính bạn tự cho phép nó như một gánh nặng. Có người biện luận tôi nghèo, tôi than mình nghèo, tôi có than mình giàu tôi cũng không giàu lên được. Vâng, suy nghĩ này không sai, nhưng thiếu sự tích cực. Thiếu sự tích cực để thoát nghèo, Phật pháp coi trọng sự tự tu. Trong quá trình tự tu, lấy tâm làm trọng điểm, tâm khởi thiện thì hành động lời nói sẽ theo sau. Nếu bạn nói rằng tôi giàu và không than mình nghèo, bạn sẽ không thể giàu ngay, nhưng ít nhất bạn không cho phép cái nghèo ấy chiếm lấy tâm trí của bạn như một gánh nặng. Vì vậy, sự khác nhau của người có chí vươn lên ở trong giai đoạn khó khăn, họ nghĩ rằng mình tạm thời nghèo khó, họ không gán cho bản thân mình mãi mãi sự nghèo khổ. Nghèo khó nghĩa rằng vượt khó sẽ thoát nghèo. Nghèo khổ thì cái khổ này đè nén tinh thần, không có tinh thần thì không có cơ hội thoát nghèo, gần như cơ hội thoát nghèo bằng không. Khoan, Khải Toàn xin các bạn dừng lại vài giây. Bạn hãy nhắm mắt lại, chậm rãi hít vài hơi thật sâu, thở ra thật chậm. Đây là phương pháp thiền nhanh, giúp khí huyết lưu thông và có được sự định tĩnh tạm thời. Bây giờ hãy quán tưởng xem, như thế nào gọi là nghèo? Không có nhà cửa, không có tài sản gọi là nghèo, thiếu nợ gọi là nghèo, không đủ ăn đủ mặc là nghèo. Quán tưởng xem cái nghèo của mình có đến mức thiếu thốn từng bữa ăn, từng ly nước hay không. Cái nghèo không có sự định lượng. Đa phần chúng ta so sánh cái nghèo của mình với người khác. Một cô gia chủ tâm sự rằng em không có tiền để xây nhà. Hóa ra sự phiền muộn chỉ vì không có tiền xây nhà dù đã mua được một mảnh đất. Nghèo khổ là do sinh thần bát tự hay do nghiệp trong đời sống quá khứ? Vâng, do cả hai. Nếu do mệnh của bạn, tức sinh thần bát tự của bạn khó cải thiện thì bạn có thể tu tập để chuyển hóa nghiệp, giảm những tập nghiệp tiêu cực thành nghiệp trí huệ. Giả dụ trước đây bạn dành phần lớn thời gian thăng thân chất Phật là nghiệp xấu, thì bây giờ điều chỉnh hành vi, điều chỉnh suy nghĩ, luôn cố gắng làm việc hết sức, không buông lời than vãn,
thực tế cho thấy những người chủ luôn trọng dụng những người nhân viên nhiệt tình và lòng chân thành của họ. Họ hoàn toàn không đề bạt những nhân viên làm thì ít, than vãn thì nhiều. Vạn vật vốn dĩ là không. Chúng ta sinh ra vốn không có gì, mất đi không mang theo được gì ngoài nghiệp lực. Nếu bạn than thân trách phận rằng mình nghèo, đó chính là do bạn tự phú cái nghèo cho bạn. Nếu bạn để tư tưởng nghèo khổ đè nặng thì bạn khó lòng thoát khỏi cái nghèo. Phật pháp lấy sự tự tu để chuyển tà thành chánh. Tà ở đây nói về những suy nghĩ lệch lạc, không phải bàn về tà ma. Ví dụ có nhiều vị liên hệ xem số mệnh, nhắn tin với Khải Toàn: số tôi khổ quá, làm mãi vẫn nghèo, thầy giúp cho tôi làm sao có tiền nhanh giúp. Đây là tà kiến. Ý nghĩ này không sai, nhưng ý nghĩ này sẽ đè nặng tâm trí của họ. Làm gì có thầy phong thủy có thần thông giúp bạn nhanh có tiền, giúp bạn nhanh giàu có? Nếu có thì đó là linh giới yêu ma, họ có tiểu thần thông. Nếu là thầy phong thủy chân thiện, họ giúp bạn cách thức, còn bạn, tự bản thân của bạn phải nỗ lực rất nhiều mới đến được mục tiêu. Những vị từng có suy nghĩ như trên, nếu chuyên tâm tu tập hay tự thân nỗ lực vươn lên, sẽ nhắn tin hỏi rằng: thầy giúp tôi xem để cải thiện bản thân tốt hơn. Vâng, đây là chánh kiến. Họ không đổ lỗi cho số mệnh, thay vào đó tìm cách cho bản thân hoàn thiện. Không nên luôn than thở rằng mình nghèo, chỉ làm cho bản thân bạn nghèo thêm. Cái nghèo đáng sợ nhất đó là nghèo nghị lực. Khi bạn đủ quyết tâm vươn lên, bạn sẽ hiểu rằng những gì có được mà không phải vất vả sẽ chẳng thể tồn tại lâu trên thế gian này. Vì thế không nên sợ gian khổ. Người thu hoạch càng lớn thì càng trải qua nhiều thử thách. Nếu mỗi ngày ngồi tĩnh tọa nhắm mắt, hít thở vài lần, vài phút, lâu ngày sẽ tích tụ cho mình sự tĩnh lặng. Tâm mang tự khắc bạn sẽ có phương pháp. Nói cách khác, có Phật pháp sẽ có phương pháp. Nghe đến đây, hiểu hết những thiền ý này, nếu bạn vẫn còn nghĩ rằng mình là người nghèo khổ, đó chính là do phước phần của bạn ở kiếp trước không đủ lớn để kiếp này được hưởng. Có một phương pháp để con người thoát khỏi nghiệp lực trong quá khứ, đó chính là chí tâm sám hối. Ngày ngày thành tâm sám hối và niệm Phật, mong rằng những con người, những vong linh từ trước đến nay bạn đã vô tình gây đau khổ, mong họ buông bỏ nỗi oán hận cũ, nguyện cho họ sự an lành. Muốn phần đời sau được an nhàn, muốn kiếp sau được hưởng phúc, ngay từ bây giờ hãy đầu tư vào Phật pháp thông qua con đường nghe pháp thoại và hành thiền. Đầu tư vào Phật pháp là sự đầu tư có lời hậu hĩnh, mang lại cho bạn sự phước duyên. Tiền bạc, sức khỏe và trí tuệ do nghiệp lực ở tiền kiếp có sự liên kết với sinh thần bát tự. Chúng ta có mặt trong kiếp sống này đều do nghiệp, sự khác nhau là nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Mệnh giàu sang hay mệnh nghèo khó có phải do sinh thần bát tự hay do hoàn cảnh sống? Nếu do sinh thần bát tự mặc định về tài lộc công danh có được nhiều hay ít, thì có thể nào tận dụng hoàn cảnh sống hoặc tận dụng phong thủy để gia tăng sự giàu sang hay không? Trong mệnh lý bát tự có thể thấy rõ đường công danh của một con người, xét về tướng tai hay tướng mặt cũng có thể nhìn thấy điều này. Sinh thần bát tự tức là ngày tháng năm giờ sinh của mỗi người. Người nào có tam khố tứ khố, tức là có thìn tuất sửu mùi, sẽ có nhiều cơ hội phát tài. Người nào có mật mã lộc thần cũng sẽ dễ phát tài hơn mệnh khác. Phổ biến nhất trong mệnh lý là cung tài tinh. Trong lá số tài tinh vượng là mệnh làm giàu, nhưng phải là chính tài, không phải là thiên tài. Nói dễ hiểu thì xuất hiện tài lộc từ công sức, không phải tài lộc từ đầu cơ. Lá số có tài tinh là người giàu có. Lá số có quan sát vượng là người có công danh, danh tiếng hay chức vị.
Vì thế, những ai tinh thông thuật số bát tự có thể nhìn thấy một người giao long hào hiệp hay giàu có mà keo kiệt qua ngày tháng năm sinh. Ví dụ thực tế một lá số có tam khố và có tài tinh vượng. Hành vận thêm một khố là tứ khố, là đại phát tài. Thực tế ngoài đời, người này có tiếng trong giới kinh doanh. Người không có tài khố thì cả đời không có tiền của, dù có giành giật của người khác cũng không thể nào có được. Ngược lại, người mà giành giật tiền của người khác, tức là trong mệnh của họ có sẵn tài khố, nhưng vì sự bất thiện này họ chỉ nhận được 1-2 phần thay vì có được 5-10 phần. Thế nên mệnh giàu sang là do sinh thần bát tự, sinh thần bát tự là do nghiệp lực của kiếp trước. Bạn không thể thay đổi ngày tháng năm mình sinh ra, nhưng bạn có thể chuyển hóa được nghiệp lực thông qua con đường tu tập, thông qua con đường khai mở trí huệ. Lấy ví dụ bản thân của Khải Toàn, trong lá số không có tài tinh, không có quan sát. Không có quan sát tức không có chức vị hay danh tiếng gì cả. Từ bé đi học đến lớn không có nổi một chức tổ phó thì làm gì có nổi danh tiếng. Lá số của Khải Toàn lại càng không có tài tinh, càng muốn kiếm tiền thì tiền càng không có. Khi khai ngộ, dành thời gian hành thiền, nghe pháp thoại, chỉnh sửa tâm tính, giúp đỡ chúng sanh, bố thí khi có cơ hội. Sau một thời gian, tâm thái không còn mong cầu, không còn mong cầu về tài lộc công danh, tự nhiên chúng lại đến. Trong chúng ta, rất nhiều người có những sự việc dù cố gắng hết sức, dù nỗ lực cỡ nào cũng không thể nào đạt được. Thế là ta đành buông bỏ. Sau một thời gian, tự nhiên đạt được việc ấy. Chính sự mong cầu là gánh nặng cho tâm trí. Sự mong cầu của chúng ta là kẻ thù lớn nhất do chính bản thân chúng ta. Giả dụ bạn có 10 đồng, bạn cho vợ chồng bạn 5 đồng, cho bạn thân 4 đồng, 1 đồng còn lại làm thiện nguyện. 1 đồng làm thiện nguyện cho bạn sự an vui vì bạn không mong cầu hồi đáp. 5 đồng nọ, 4 đồng kia sẽ làm bạn thất vọng vì ngay lúc cho đi bạn đã kỳ vọng họ sẽ biết ơn, kỳ vọng họ dùng đúng số tiền đó vào đúng mục đích. Thay vì bạn chỉ cho họ, không mong cầu người nhận hồi đáp như việc làm thiện nguyện, bạn sẽ không thất vọng. Nếu mệnh của bạn có sẵn tài khố và bạn đang có sẵn tiền của, không muốn tổn giảm phước, thế thì phải làm phước và không nên kinh doanh bất thiện. Những loại kinh doanh có thể đẩy con người vào đường cùng. Nếu mệnh của bạn không có tài tinh, bạn lại đang không có tiền của, bạn lại luôn mong muốn mình giàu có thì phải làm sao? Ca này có vẻ rất khó. Do kiếp trước phước bạn mỏng, kiếp này trong mệnh lý không có tài tinh. Hãy tập bố thí và giảm mong cầu. Ít muốn biết đủ, tự khắc sẽ có tài. Nếu giàu sang được hình thành một phần trong mệnh lý của mỗi người thì chúng ta có thể chuyển hóa bằng nghiệp thiện lành thông qua sự tự tu. Bố thí tiền sẽ có tài, bố thí pháp sẽ có trí tuệ, bố thí vô ý sẽ có được sức khỏe. Không họa thì phước, không phước thì họa. Nghiệp hết phước đến. Muốn nhanh hết nghiệp phải biết bố thí. Người khác mắng bạn, bạn phải cảm ơn vì họ giúp bạn sớm trả nghiệp. Ngược lại, phước hết nghiệp sẽ đến. Bạn đang có tiền của, nếu không muốn tổn giảm phước, càng phải biết bố thí. Có ai đó mắng bạn, bạn càng nên biết ơn vì bạn tạo nghiệp lành. Nếu bạn mắng lại, nghiệp trong nghiệp, phước huệ sẽ tổn giảm. Bốn loại giàu nghèo. Trước nghèo, sau cũng nghèo. Trước nghèo, sau giàu. Trước giàu, sau nghèo. Hay trước giàu, sau giàu. Bạn đang trong hoàn cảnh nào? Hãy làm những điều có lợi cho chúng sanh, bạn sẽ được gia tăng phước đức. Thậm chí mỗi ngày chỉ cần nguyện cho tất thảy mọi người an lành, bạn sẽ có được công đức vô lượng. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.